Okay, How are you today? I'm fine, thank you. Uh, do you go to school today? Yes. Mm -hmm. Do you have dinner? Yes. What do you have for dinner? I have... Uh, a Cái gì con nhở oh, chết rồi? Lúc, cái lúc đấy nó nó bị uh, mạng nó hơi hơi lag cô không đọc và cô, cô không nghe thấy nè What do you have for dinner I, I have a pork, um, hmm. a carrot, carrot. what else you have rice uh, I mean... rice là cơm nào Right, okay. And what is your favorite food? My favorite food is my favorite food is chicken. Chicken, fried chicken, right? Có phải là gà rán không con? Hay là gà gì con thích ăn? Hay là mỗi gà rán thôi? Được rồi Bây giờ mình sẽ vào bài hôm nay của mình nhá Thì uh, Ở bài trước mình đã học Unit 26 Và ở bài này thì mình sẽ Cái gì đây con Bì hả Sao con lại gửi đến những cái hình đấy ở trên này nhỉ À Đây đúng không Ok Được rồi Đấy và nó chỉ có ít hình này thôi hả con? À không, mình kéo nó xuống đấy, nhìn này. Nào, gửi cho cô một hình gì đó đi. Để cho cô một hình gì đó hay hay xem nào. No. <laughs> okay, good. Now, uh, tomorrow, uh, in the last, in the last lesson, we have unit twenty six. So today we'll continue our lesson with Unit Twenty Seven. Food I really like. Cùng nhau nói gì nhỉ? Món ăn mà tôi rất là thích. Food I really like. Okay. Hôm nay mình sẽ học chủ đề về các đồ, món ăn nhá. So uh, the firstly, the first one we will start with vocabulary. Bắt đầu thì mình sẽ học với cái phần gì đây? Từ mới nhá. We have some new words here. The first one is breakfast. Mình có breakfast là cái gì nhỉ con nhỉ? Bữa sáng à. Đúng rồi, yeah. breakfast là bữa sáng nè. Nghe người ta đọc và sẽ đọc lại cho cô nhé. Breakfast. 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 Đúng rồi, mình có cái âm sửa tờ của breakfast. Tiếp theo, lunch. Lunch. Good. Mình lunch. Mình có lunch là bữa gì nhỉ con nhỉ? Là bữa trưa. Đúng rồi, lunch. Okay. And the last one is dinner. 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 dinner là bữa gì con? Là bữa tối ạ. Bữa tối, good. Tiếp theo mình có Fruit. fruit fruit nào fruit fruit, fruit. là gì nhỉ là hoa quả good fruit là hoa quả bread bread nào bread bread là cái gì nhỉ là bánh bread bánh gì bánh mì đúng không bread good and vegetable vegetable mình sẽ có vegetable là cái gì nhỉ con nhỉ? là rau củ quả. đúng rồi, vegetable đúng rồi là rau củ quả vegetable. tiếp theo là meat, meat là gì con? meat là thịt. đúng rồi, meat sẽ là thịt. good. so now we move to part A. look at the pictures. Mac match blue words with the things. Bây giờ mình sẽ nhìn vào bức tranh cho cô nhá và sau đó nối những cái từ màu xanh với những cái đồ vật tương ứng. Được chưa? Chỉ nối những cái từ màu xanh thôi nhá con nhá với những cái đồ vật tương ứng ở trong bức tranh này cho cô. Ok, con hiểu, con hiểu bài tập này chưa nào? Yes. Ok, so let's start. Bây giờ con sẽ làm nhá, con vẽ luôn vào trên cái màn hình cho cô được. juice, peas, beans, bread and fruit. Đó, mình chỉ có 5 cái từ đó thôi nhá. Bread. Cái này là cái bánh nào cô? Đâu? Đúng rồi, đây là cái bánh mì đấy. Cái bread. Ra vẽ xấu nhờ con nhỉ cô lúc đầu cô tưởng đấy là cái hộp oh. Rat, ok Cài Oh, con có cái sao con có cái đấy à con? Con quá cái mũi tên mà <laughs> Cô có hm sao hm hm đó ok Tuyệt hm 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 mình Mình peace là là gì nhỉ OK, nào. The first word is juice. Mình có juice là cái gì con? Juice là nước, nước hoa quả. Đúng rồi, nước ép. Ví dụ như là uh, apple juice đúng không? Nó no, orange juice đó. No. Mình gọi juice là nước hoa quả. Good. OK, the first one is correct. Tiếp theo là từ gì đây peace mình có peace là gì con nhỉ là đậu nhá như kiểu là mấy cái đậu ở hà lan ấy nó có là những cái đậu ở trong những cái cây đậu cây đậu dài dài ý. đó mình sẽ phân biệt là beans và peace cho cô nhá nào chị cô cho cô xem cố xem uh, peace và bean cô xem cô chú chưa peace mình sẽ có peas là đậu Hà Lan. Con biết cây đậu Hà Lan à con biết cái 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 đậu này không? Cái đậu mà yeah. này này đó thì đây sẽ là peas, được chưa? Còn beans sẽ chỉ là những cái loại đậu nói chung. Đó, được chưa? Nói chung là những cái loại đậu chung chung này thì mình sẽ có beans nhé con nhá. Đó, phân biệt cho cô hai cái loại đậu này nhá, à hai cái hai cái đậu này nhá. Ok. Yeah. Ok, xin chào so Continue with our lesson. Mình có juice, đúng rồi. Mình có peas là đậu Hà Lan, beans là đậu. Nói chung, mình có bread là bánh mì và fruit là gì nhỉ? Fruit là hoa quả. Fruit, fruit là hoa quả. Good. Yeah. Okay. And so now we have some questions here. How many purple grapes are there? There are eight purple grapes. There are 8 purple grapes. Đúng rồi. Good. The next one, how many long sweet can you see? Long sweet là cái kẹo How many long sweet can you see? There long... are four long. There are four long sweet. Okay, good. Four long sweet. Bốn cái kẹo dài đúng không? Good. Yes. So now we move to part A. Pronunciation. Pronunciation là phát âm nhé. Pronunciation. Hôm nay mình sẽ học những cái âm đôi. Ví dụ như âm um, hai chữ e a đứng cạnh nhau mình sẽ có là âm um e. Breakfast, breakfast. Được chưa? Âm um, u và i đứng cạnh nhau, u và i đứng cạnh nhau mình sẽ có là fruit. izen à, u dài. Nào, um, trước khi vào đến cái phần âm đôi này thì mình sẽ có một số câu hỏi. À, which words have orange letters? Những từ nào thì có những cái chữ cái màu cam nhỉ? Which words have orange letters? In Swiss, food, paint, egg. egg, and food. Okay. Find two words in which the vowel pair should like the the a in egg. Tức là bây giờ người ta bảo là con hãy tìm hai từ mà ở đó làm cho đấy. hay từ mà làm sao nhỉ? Ừ. À, cái âm e của nó, mà cái nguyên âm e của nó, nguyên âm đôi, vào ổ là nguyên âm nhá, phe là đôi, cái nguyên âm đôi của nó phát âm giống với cái chữ giống như là e trong cái từ S đó tức là cái chữ n này, cái tự chữ e này của từ S nhá, nó sẽ là phát âm là ừ. e. Nhưng mà có một số cái chữ e khác trong các từ khác nó sẽ phát âm là i, đúng không? Ví dụ như là, uh, từ gì nhỉ? Từ P này này Đó, cái âm E trong này sẽ phát âm là P, là I, Được chưa? Vậy thì bây giờ mình thử tìm trong sáu từ này Xem là cái âm, cái nguyên âm đôi nào sẽ phát âm giống cái chữ Cái phát giống cái nguyên âm đôi nào sẽ phát âm là E Giống trong từ E À, thử tìm cho cô Xem những cái từ nào mà cái phần ở gạch chân nó phát âm là E nào is bread. Is bread. Okay, what's out? Con gì nữa con? Hết rồi à? Còn một cái nữa âm e, còn một cái gì nữa nhỉ? Use. Use tâm tâm. Use cái cái phần gạch chân nó là u cơ mà. Ta. Uh. Nào. Gì right nữa nào? Breakfast đúng rồi breakfast đúng chưa breakfast phát âm là e mình sẽ có breakfast và bread là sẽ làm có cái vowel pair sound like the e the in egg được chưa sẽ phải có nguyên âm đôi của yeah. của breakfast và bread phát âm là e nhá Ok, and next one find a sound pair with the u shoot in food và tiếp theo là mình sẽ tìm một cái nguyên âm đôi mà phát âm là u dài u giống như trong là food yes. mình sẽ có từ nào mà cái gạch cái phần gạch chân của nó phát âm là u nhỉ trong sáu cái từ này này con này trong sáu cái từ được gạch chân ở đây này yes ok tìm cho cô nào is juice and fruit. Đúng rồi, is fruit and juice. Good job. And the next one, find a sound pair, the E, shall in sweet. Bạn tiếp theo là tìm một cái nguyên âm đôi mà phát âm là y dài, y. Giống như trong từ sweet. Yeah. Tìm cho cô xem một từ nào phát âm là y dài nào. It's peas and beans. Peas and beans. Okay. Good. Rồi. À, và cuối cùng là gì đấy? Mình có một cái câu là Bill is sweet peas, beans, fruit juice, bread and an egg for breakfast. Đây là một cái câu để mình luyện đọc những cái âm đôi nhá. Nào bây giờ Bảo Linh sẽ nghe cô đọc lại một lần nữa và đọc theo cô nhá. Bill is sweet, peas, bean, fruit juice, bread and an egg for and an egg for breakfast. Nào bây giờ con đọc lại cho cô nào. Bill is sweet, peas, beans, fruit juice bread and an egg for breakfast. Breakfast. Okay, good. Bye. So now we move to the next part. Listen to the teacher and color. Bây giờ con sẽ nghe cô đọc và sau đó mình sẽ tô màu những cái đồ vật đang không có màu ở trong này nhé. Yeah. Okay. The first one. Can you see the clock in Bill's kitchen? Yeah. Okay. Color the clock yellow. Okay. Color the clock yellow. Okay. Okay, good. And now the long sweet. Color the long sweet red. Okay, yeah. red now. Okay. Color the long sweet red. Okay. okay, good, good job. And the next one and color Bill's hair, color his hair brown. Okay. Color his hair brown. Okay. Nhưng mà không có màu nâu ạ. À. thế bây giờ cô chọn và Linh chọn màu gì cũng được. màu xám. Ừ. Okay. Thế thì Bill nhớ người ta tưởng Bill là người già sao? <cười> <cười> màu đen ạ. Ok, màu đen cũng được. Bây giờ màu gì cũng được con ạ. Các bạn có thể tô cả màu hồng nếu cần thiết Th Cũng Cùng đi <laughs> Ok Nè, tôi màu đen chưa ạ? Yeah Ok Cùng với đi Bút này nó hôm nay nó cứ màu này nó cứ lạ lạ nhỉ con nhỉ? <laughs> Sao nó? Tối nhiều nó chắc là thế To to nhỉ? Rồi, okay, Được chưa? Mình chuyển tiếp sang phần tiếp theo nha. And yeah. the piece, and the piece. Look at the piece. Color the piece green. Okay. Okay. Color the piece green. Okay. color the piece green. Okay. Okay. Good. And the next one. Now color the cupboard. Can you see the cupboard? It's on the yeah. wall behind the table. Okay. Yeah. And color the cupboard blue. Okay. Color the cupboard blue. Ok. Cô thấy cái bạn uh, cupboard này đang uh, đang hơi thiếu thiếu cái gì ấy con ạ. À? Con vẽ thêm cho bạn này cái gì cho bạn ấy trông vui và tươi hơn đi. Ok. Con... <laughs> vẽ cho bạn này thêm hai cái răng nữa đi con. Mẹ. Răng là Cái răng giống giống trong cái răng của bạn ô tô ấy, cái ô tô con xem cái phim mắc Queen nữa bạn ấy có hai cái răng cửa cái, đấy, cái gì tôi xong oh Thảo no luôn. oh no bạn ấy mất mất một răng rồi rồi sao mà mẹ tìm lại đã Ủa <laughs> rồi thôi Trời ơi, chết rồi Con tô lên cả mắt của bạn ấy thôi Đồ bằng bút này nó bị thế <laughs> Ủa trời sao xóa À đây rồi bây giờ nó không thể trong trong được nữa hả con? Nó không trong trong được rồi mấy cái này nữa hả? Nó trong trong được ạ Con viết Bút bút là bút rắc Bút này nó bút kì Ok đúng rồi Đây rồi tức ừ. Kiểu mẹ thôi Oh no Nhớ <laughs> Con ơi con, bây giờ con vào xóa đi nhá Là con sẽ nhỡ con lại xóa nhầm mất cái màu thì sao Thế Đúng bạn rồi Lại chẳng à... tin Thôi được rồi màu luôn. Rồi, ok, con sẽ chấp nhận Con sẽ chấp nhận cái 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 mồm này Okay. This cupboard has a funny mouth Ok, được rồi, mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo nha Nào, yeah. phần tiếp theo là phần gì nè Ok, oh no Ok So Oh Cái tóc của bạn này, bạn ấy đúng vào cái nâu no này luôn này Ôi à. trời ơi nào, ai đồ luôn Bảo Linh xóa cho cô cái phần màu đi để mình nhìn cái bức tranh nào Để mình nhìn cái Ok, good So now we move to part B Write six things that Lucy like for lunch. Mình sẽ viết sáu món đồ, sáu à, món ăn mà Lucy sẽ thích cho cái bữa trưa của mình nhá. Và um, Lucy thì sẽ rất là thích những cái đồ ăn bắt đầu với chữ C hoặc là À không phải bắt đầu chữ C mà là có cái chữ C ở trong cái đồ ăn đó. Lucy like foods which have the letter C in it. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của Bảo Linh sẽ là gì? Là con sẽ phải tìm cho cô 6 cái món đồ ăn. Hoặc là 6 cái món đồ ăn gì đó mà nó có chữ c ở trong đó. Được chưa? Yeah. Ok. Ở đây người ta có hai gợi ý cho mình là cái gì đây nhỉ? Là là chocolate và carrot Đúng rồi, là chocolate and carrot. Đó, bây giờ mình thử nghĩ cho cô xem 6 món đồ mà Lucy sẽ thích ăn mà có chữ C Chữ C ở trong đó sẽ là những món đồ gì nhá Ok 加了，哦 <Là>,， con không nghĩ được cái từ gì nữa à, không nghĩ được từ gì hả thì con có những từ gì thế nào chocolate carrot juice candy nào bây giờ thử nghĩ cho cô một loại rau gì đấy thử xem nào hoặc là một loại hoa quả cũng được hoa quả như nào? À, thế bây giờ cô cô biết là con biết rất nhiều từ luôn nhưng mà con đang quên lúc đầu con bảo con thích ăn cái gì nhỉ đúng rồi mình có chicken đúng không nào, tiếp theo mình ngoài chicken ra mình sẽ còn cái gì nhỉ cái gì mà ngày nào mình cũng phải ăn nhỉ có hầu hết trong tất cả mọi bữa ăn của mình ở nhà Rice, con ăn con có hay ăn cơm không? Có chút đúng không? Rice Ủa? đúng rồi. Mình còn có cake nữa. Cake là gì nhỉ? Cake là bánh. Nào. Đúng rồi đấy. Nhiều từ rất nhiều từ mà con biết đúng không? Ngoài những cái đấy ra mình còn có cái gì nữa nhỉ? Mình có sandwich. Có biết bánh xanh yeah. không? Đúng rồi, không? Yeah. Đó, đấy cũng là những cái từ mà có có cái âm C ở đúng không? Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm nhưng mà bây giờ tự nhiên lại bảo mình nói thì mình sẽ quên mất thôi. Ok, đó vậy là mình đã tìm được sáu món ăn mà Lucy yêu thích mà có chữ C ở trong đó rồi nhá. Ok, so now we move to the next part. Đấy, đây là người ta có rất nhiều từ đây này. Nào, bây giờ okay. bảo Linh đọc những từ người ta cho mình lên cô xem nào những chocolate carrot candy sandwich cucumber. cucumber cucumber là dưa chuột cucumber cucumber chicken mm -hmm. rice cake Chips Chips là những cái như kiểu là Um, khoai tây chiên, là. đúng rồi. bim bim, Now, so what food do you like? What food do you like? I like sandwich. Mm -hmm. and ice cream. Okay. Good. What flavor of ice cream do you like the most? What flavor? We came now. Can you think yet? What flavor of ice cream do you like the most? It's, it's the strawberry ice cream. It's strawberry ice cream. Okay, good. So now we move to part C. Dance funny dinner. Look at the letters. Write the words. Okay, because it's like cái white apple này đi nha. Cái này là... Nào, bây giờ mình sẽ có những cái từ từ này Được sắp xếp lộn xộn trong các cái giỏ này Ok chưa? Và những cái từ đấy được nối vào trong những cái hình ảnh ở trong tranh rồi Bây giờ mình sẽ nhìn những cái từ được nối Và sau đó viết lại những cái từ đó Sao cho đúng vào đây cho cô nhá Từ number 2 cho number 6 Ok Đó, có hiểu bài này chưa? Yeah quá okay, trời nào bây giờ làm cho cô nhé 嗯，不行<喜>，拜拜，乖。 Oh, <laughs> see 嗯。<laughs> Okay. Now, so uh, number two, what is this? It's not bread. It's bread, like me. Good. Okay. Number three, what is this? It's apple. It's apple. Okay. Number four? It's burger. Burger. Good. Number five is potato. potatoes. Lúc đầu con hơi lúng túng cái đoạn này một tí đúng không? Tại vì đây là nhiều của nhiều của củ khoai tây nên là nó sẽ là thêm đuôi ES vào đây nhá. đó, Ok, bên cuối cùng vẫn khoanh vẫn điền được đúng rất là tốt. Và cuối cùng là pineapple là quả gì nhỉ? Là quả dứa à? Quả, quả yeah. dứa chứ? Ở dưới đúng không nào đọc lại cho cô một lần nào pineapple pineapple đúng rồi mình nối cái âm này vào cho cô nhá nó không phải là pineapple mà là pineapple bởi vì cái âm cuối cùng cái này là âm n cho nên là để đọc hay hơn thì mình sẽ đọc là pineapple được chưa chứ không phải là pineapple nhá mà là pineapple rồi tốt yeah. rồi so now we move to part the next part dance having dot 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 for dinner Đấy chưa? Uh, Dan okay. thì có những cái gì đấy? Dan's having eggs, bread, apples, burger, potatoes and pineapple for dinner. Và ở đây mình có một cái loại một cái kiến thức mới hoặc là cũng là con cũng sẽ biết rồi. Nào, bây giờ cô sẽ thử giới thiệu nhá. These words have double letters in in the end. À uh, à uh, in this sentence when you spell the words using double. For example, d i double -N, n e r tức là những cái từ mà có những cái chữ mà được lặp lại hai lần thì mình sẽ khi mà đánh vần nó mình sẽ đánh vần là mình sẽ đánh vần là double và đọc cái chữ đấy lên ví dụ như là double n trong từ dinner bởi vì double có nghĩa là đôi double nghĩa là hai nhá cái từ double ở đây yeah. là hai và triple sẽ là ba đó vậy nên với những từ mà có hai chữ cái được lặp lại trong cái từ đó thì khi mà đánh vần mình sẽ không đọc là ví dụ như cái từ x này này cái từ x này khi mà đánh vần nó mình không đánh vần là e g g s Cái đấy nó không hề sai nó không phải là sai nhưng mà um, con nên đọc là double ví dụ như là e w g và s như thế nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ hay hơn nhá chứ nếu mà con đánh vần như cũ như từng từ từng chữ một thì cũng không sao cả nhưng mà nên đánh vần là double con hiểu chưa con hiểu không nào thì bây giờ thử đánh vần cho cô chữ apple xem nào a p l e đúng rồi là chữ pineapple nào p i n a double p l e good job and the last one um dinner nào? -E, đánh vần lại chữ dinner cho cô nè d i n double n e r s đúng rồi ok good rồi uh, so now Listen to me and write three sentences. Bây giờ con sẽ lắng nghe cô và sau đó sẽ thử viết ba từ mà cô đọc. nhá bây giờ cô sẽ đánh vần cái từ đó và sau đó con sẽ viết ba từ đó ra cho cô, được chưa? OK, number one, number one này từ đầu tiên này, C H, Đáp uh, lại, like. OK ơi con ơi 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 lại à là sao nhỉ là bây giờ cô sẽ đọc cô sẽ đọc, cô sẽ phát âm ba cái từ mà cô cho và con nhiệm vụ của con sẽ là viết lại ba cái từ đó lên vào cái cái màn hình cho cô nhá hiểu chưa hiểu chưa yeah. ok number one c h w e s e nào, cô đọc lại cái từ này một lần nữa nhé. C T H W E S E đọc lại cô đọc lại đúng một lần nữa nhá một lần cuối cùng này một lần cuối cùng này bạn linh này c okay. nào, c h h uh. h cơ mà đúng rồi double e s e thấy chưa đó tiếp theo nào từ tiếp theo uh, S s e, a g eight nào bây giờ cô đọc lại này cô đọc lại này cô đọc lại vào linh nghe kỹ ơi là kỹ cho cô này thôi cô đổi từ khác cô đổi từ khác này c yeah. nào c mm. c double o K I E Được ừ chưa? Được ừ chưa nào? And the last one P P P P P P, -p. Đúng rồi E Double P E R. Oh. Pepper. Okay. Pepper. Nào, bây giờ đọc lại ba từ cô đọc xem nào. Đọc lại ba từ không cần phải phát âm, à không cần phải đánh vần, đọc bình thường nào. Number one is cheese. Cheese. Đó là phô mai. Number two Cookies Cookie. Và number three nào. Pepper. Pepper, đúng rồi. Good job to tips. Bây giờ mình sẽ có một cái số một số những cái tips mà người ta gợi ý mình khi làm bài này. In listening part 3, the right answers may come near and the beginning, in the middle or at the end of the conversation. You should listen to the whole conversation to be sure you have chosen the correct answers. Tức là ở cái phần gợi ý này người ta bảo mình là gì? Người ta bảo là ở cái phần listening là phần lắng bài nghe của phần 3 thì cái câu yeah. trả lời đúng có thể nằm ở đoạn đầu tiên có thể là nằm ở đoạn giữa hoặc đoạn cuối vậy nên là mình của cái đoạn hội thoại đó vậy nên là mình phải lắng nghe cả cái đoạn hội thoại để chắc chắn là mình sẽ chọn được đáp án đúng nhá yeah. ok yeah. chưa vậy thì bây giờ mình sẽ What food and drink can you see Listen and take. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm nốt cái bài nghe này nhá. Yeah. Mình sẽ nghe yeah. xem là uh, đáp án nào sẽ là đáp án đúng. Ok, bây giờ cô sẽ cho bảo Linh nghe nhá. Yeah. Ok, là nghe và chọn đáp án đúng này. 27D. Food I really like. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. What can Kim have for lunch? What can we have for lunch, Mum? Have we got potatoes? No, we've got chicken and rice. Great! Can I have some orange juice too? Yes, Kim. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. What's May's favourite meat? What's your favourite meat, May? Is it sausages? No, I don't like them. Do you like eating meatballs? No, I don't. But I really love burgers. Those are my favourite. 2. What does Alex want for breakfast today? Do you want some bread for breakfast, Alex? Not today. I'd like an egg, please. Okay. And do you want some milk, too? No, thank you, Mum. Three. What can Hugo have for dinner? Can I have fish for dinner, Dad? Yes, Hugo. You can have some peas, too. Great. And can I have some fries? Sorry, not today. Four. Which drink does Anna like? Which drink do you like, Anna? Do you like pineapple juice? Yes. But I don't like lemonade. Oh. Do you like tomato juice too? No, but my dad likes that. Five. Which is Sue's favorite? What's that, Sue? Is that apple pie? No, it's coconut ice cream. It's for my lunch. Is that your favorite? No, kiwi pie is my favorite. Cô trang quanh nhà là cửa 3 Còn cửa 3 đúng không? Thôi rồi mình sẽ check nha Number 1, yeah. B Ok, good Number 2 là A Number 3 là B Number 4 là C Và number 5 là A Ok, mình bị sai mất 2 câu um, Nào, thôi rồi để nghe xem hai câu đấy Vì sao lại sai nhá Great Can I have some orange juice too? Yes, Kim. Em? Um? Do you like eating meatballs? No, I don't. But I really love burgers. Those are my favourite. Two. What does Alex want for breakfast today? Do you want some bread for breakfast Alex? Not today. I'd like an egg please. Okay. And do you want some milk too? No thank you mom. No. Mẹ bảo là bạn chỉ muốn ăn trứng thôi và khi mẹ hỏi là do you like do you want some milk thì bạn ấy bảo là không không cần đúng không? Nên là mình sẽ chọn là đáp án là A. Yeah. Three. What can Hugo have for dinner? Can I have fish for dinner, Dad? Yes, Hugo. You can have some peas too. Great. And can I have some fries? Sorry, not today. Và khi mà oh. bạn ý, bố bạn ấy bảo là bạn ấy sẽ có gà, à sẽ có cá và peas Trong ngày hôm nay đúng không? Và khi bạn ấy hỏi là yeah. Can I have some fried? Thì bố bạn bảo là không có rồi, not today Not today tức là hôm nay không có cái món đó Đấy chưa con? Yeah. Rồi, bây giờ vậy thì hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây nhá Ok So goodbye and see you soon Goodbye, see you soon Ok, cái bài. Đây á, cái điện thoại còn mỗi 4%. Trời đi sạc ngay trước khi nó hết pin. Được con nhá. Bye bye TikTok.